Cảm ơn bạn Tài Nguyên. Thì trong cái trường hợp của bạn chắc là bạn đã xét nghiệm đột biến gen rồi, là không có đột biến gen, sau đó là điều trị hóa chất thì không có đáp ứng, có thể là nhiều lai không có đáp ứng. Thì chắc là bạn muốn uống thuốc đích để có thể gọi là tăng thêm một cái cơ hội gì nữa để cho mình có thể điều trị bệnh. Thì cái uống thuốc đích mò, tức là trong cái trường hợp hoặc là mình không có đột biến gen mà mình điều trị, nhưng mà điều trị các phương pháp khác mình không đáp ứng, hoặc là trong cái trường hợp mà mình không biết tình trạng đột biến gen như nào. Thì câu trả lời của bác sĩ là thứ nhất là mình phải phải rõ cái tình trạng đột biến gen. Tại vì bây giờ thuốc đích thì có rất là nhiều thuốc đích. Chúng ta có đột biến hay gặp nhất là đột biến EGFA với các thuốc đích EGFA TKI. Tuy nhiên có những đột biến hiếm gặp hơn như là ALK, thì các thuốc đích của ALK cũng rất là tốt, thậm chí còn tốt hơn các thuốc đích của EGFA. Tuy nhiên là phải đúng cái đột biến ALK đấy, cũng như là ROS1. Chính vì vậy mà chúng ta phải xét nghiệm gen và để biết chính xác được cái nhóm bệnh của mình thuộc có đột biến hay không có đột biến, và loại đột biến là đột biến gì, để chúng ta lựa chọn thuốc đích thì là tốt nhất. Còn nếu trong trường hợp mà không biết tình trạng đột biến thì cái khả năng uống thuốc đích của chúng ta thì cái cơ hội nó rất là thấp. Ví dụ như là ở nữ thì nó khoảng 50%, còn ở nam thì chỉ khoảng 20-30% thôi. Cũng có những trường hợp mà xét nghiệm đột biến gen là âm tính rồi, nhưng bệnh nhân trải qua gần hết các phác đồ hóa chất mà cũng không có đáp ứng, thì nhiều khi cũng có thể là uống thuốc đích. Nhưng trong cái trường hợp đấy thì cũng có một vài bệnh nhân, tất nhiên là rất là hiếm, sẽ ghi nhận được cái tình trạng mà có đáp ứng, thì có thể giải thích là cũng có thể là bệnh nhân cũng có đáp ứng nhất định với đột biến. Cũng có thể là cái xét nghiệm đột biến gen đấy thì nó chỉ là một cái xét nghiệm, thì nó cái độ chính xác của xét nghiệm đột biến gen đa phần bây giờ nó rơi vào khoảng độ 95%. Đấy thì nghĩa là 100 bệnh nhân thì nó có thể sai sót ở 5 bệnh nhân, bỏ lỡ ở 5 bệnh nhân. Chính vì vậy thì nó là một cái cơ hội rất là nhỏ. Thì dù bạn là uống thuốc đích mò chăng nữa thì bác sĩ vẫn khuyên là bạn nên đến viện và nghe tư vấn trực tiếp của bác sĩ, thì chúng ta sẽ biết được chúng ta mò thì cũng nên là mò loại nào và cái cơ hội của chúng ta là được bao nhiêu. Ở bệnh viện thì các bác sĩ sẽ tư vấn chính xác hơn cho bạn. Cảm ơn câu hỏi của bạn ạ.